Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay, nhà Uni sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy hút bụi giường nệm Uni UMV61. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy cấu tạo máy hút bụi giường nệm nhà Uni sẽ có tay cầm, công tắc nguồn, công tắc hộp chứa bụi, thân máy, đèn UV. Khi mua máy, chúng ta sẽ được tặng kèm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Để bắt đầu quá trình vệ sinh, đầu tiên chúng ta cần nhấn nút nguồn lần thứ nhất để khởi động. Cùng với nút nguồn này, nhấn lần thứ hai để tắt máy. Khi vệ sinh bất kỳ bề mặt nào, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ thiết bị xuống mặt giường, nệm, gối, giữ máy di chuyển song song với bề mặt cần làm sạch. Máy hút bụi Uni UMV61 có tích hợp đèn khử trùng UV, giúp loại bỏ vi khuẩn hoặc bọ ve hiệu quả và sẽ không ảnh hưởng đến da, sức khỏe của mọi người. Bởi nhà Uni đã thiết kế khi máy hút bụi được nhấc lên khỏi bề mặt đệm ở một độ cao nhất định, đầu rung và đèn khử trùng UV sẽ tắt, đảm bảo an toàn cho người dùng. Khi vệ sinh xong, chúng ta có thể tháo hộp chứa bụi bằng cách: Bước 1, nhấn nút bên trên hộp chứa bụi, đồng thời kéo ngửa hộp ra sau để lấy hộp ra. Bước 2, vệ sinh bộ lọc HEPA, xoay ngược chiều kim đồng hồ để nhấc màng lọc. Với lõi lọc, cũng xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra là xong. Bước 3, đổ chất thải ra ngoài, rửa lại các bộ phận sạch sẽ với nước. Khi sử dụng, chỉ cần đưa lần lượt các bộ phận vào khớp nối và xoay ngược lại theo chiều kim đồng hồ để hoàn thiện. Vệ sinh giường nệm, sofa cũng như rèm cửa thường xuyên là cách bảo vệ sức khỏe rất tốt với những gia đình có người già, trẻ nhỏ hay nuôi thú cưng, để loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn, tóc, lông thú nhanh nhất, sạch nhất. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ngay bên dưới, inbox hoặc gọi tới hotline 1900 1850 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.